Lu, con Lân nó gọi về cho con nè. Ê Lân hả? Hey, dạo này em khỏe không Lân? Cho nhìn cái coi. Trời ơi, dạo này sao em đẹp chứ vậy hả Lân? Anh nhận không ra luôn á. Có phải vợ tôi không chị trời? Nghe nói dạo này anh ở nhà đàn đúm nó phải không Lu? Bảy rồi, không có đâu, anh hiền lắm, ngoan lắm. Anh đừng có mà nói dốc em, ở nhà em có vệ tinh, em thấy hết, em biết hết luôn á nghe anh Lu. Trời ơi, anh nói thiệt mà. Hey, ở nhà anh không có chuyện gì bậy bạ với em đâu. Em ở phương xa đi làm cực khổ kiếm tiền về nuôi anh. Anh mà có làm chuyện gì có lỗi là em thiến anh đó nghe anh luôn. Có lỗi thiến, trời ơi em giỡn á Lân. Anh làm gì có thời gian để mà làm mấy chuyện gì có lỗi với em. Anh nói thiệt hả luôn, anh đang làm gì bển vậy? Em nói gì anh nghe không rõ, để em tí gần hơn cho nghe rõ chút nha. Đâu đâu em nói gì Lân? Tôi hỏi anh đang làm gì ở bển vậy? Trời ơi, thì anh đang nói chuyện với em nè. Trời trời, anh ngồi yên một chỗ để nói chuyện với em mà Lân. Anh đừng có xạo với tôi, anh đang lăn xăng giống như con dồi thì có. Con dồi gì? Trời ơi, sao em biết hay vậy? Sao em biết anh lôi nhau giống như con dồi bên đây vậy? Đó, anh thấy không? Anh đừng có học mà gạt được gì ở tôi, hả Lu hả? Bậy rồi. Sao hay vậy ta? Hả? Ủa em thấy anh hả Lân? Ủa chứ nãy giờ anh tưởng đâu tôi chỉ gọi tiếng cho anh nghe thôi hả Lu? Tôi còn thấy hình của anh ở bển nữa đó. Trời ơi, anh cứ nghĩ cái điện thoại này nó cùi bắp, chỉ nghe tiếng được thôi ai ngờ thấy hình luôn hả Lân? Chứ còn cái gì nữa, cái này là cái iPhone 7 cái xịn nhất bây giờ luôn á. Trên thế giới chưa có một ai có mình tôi có trước à. Ôi, em mua cho anh cái đi Lân. Mấy cái 216 của anh nó hư hết trơn rồi Lân ơi. Nha, mua cho anh nha. Được không? Nó hư thiệt hay là anh bán hay là anh cho quỷ cái nào rồi hả Lu? Gì? Trời ơi, em coi thường anh quá Lân. Xưa giờ toàn quỷ cái mua cho anh không chứ anh đời nào tặng cho quỷ cái bao giờ đâu. Anh nói đúng không Lân? Xưa giờ em mua cho anh không hà. Thấy không Lân? Ha. Bà mẹ anh Lu ý nói tôi là quỷ cái hả Lu? Trời ơi, nói chuyện với em mệt quá Lân ơi. Ý anh nói em là quỷ cái dễ thương. Hiểu không? Nhớ mua cho anh nha. Ha. Tôi nói thiệt chứ tôi xui lắm, tôi mới gặp anh á, cái mỏ anh nó nhọn cái ớn luôn á luôn. Gì nhọn hả? Thôi giận luôn á, không thèm nữa đâu, khỏi cần mua đi, mệt quá. Nói tao nhọn nay mày đặt giận tôi nữa trời, mệt quá. Bây giờ có mua không? Nói tiếng đi. Bây giờ em chưa có mua cho anh được, tại vì cái hàng này là hàng độc quyền. Anh Tim Cốc ảnh thích em cho nên anh cho em xài trước thôi, nhưng mà chắc cũng sắp ra rồi đó. Anh cứ lên iphone7.com.vn thường xuyên cập nhật những thông tin ở trển đi. Khi nào anh Tim Cốc ảnh bán rồi em sẽ mua liền cho anh một cái, được không? Vậy tự nhiên có Tim Cốc cái này nữa. Cô đừng có nói với tôi cô là bộ nhí của Tim Cốc nha. Hả Lân, có bậy gì không? Phải không? Hả? Thôi đi nha, bỏ nha. Đừng bày đặt bà ghen tu ở đây với tôi nghe Lu. Hả? Cô liều hồng với tôi á. Tôi mà biết ở bển cô lén phén cái gì là cô chết với tôi á nghe Lân. Thôi được rồi, bây giờ không nói chuyện nhiều nữa. Anh sẽ thường xuyên cập nhật thông tin iPhone 7 trên iphone7.com.vn. Khi nào mà anh thấy họ tung ra họ bán rồi mà em không mua cho anh là anh bỏ em luôn nghe Lân. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Thôi em có công việc rồi em đi nha. Bye Lu. Đó bà thấy không, con Lân nó yêu con ghê không, nó ghen bà cố luôn á. Nó mà biết bên đây con lén phén gì là nó thiến con luôn á bà. Ok thôi bà tắt nghe, cầm mỏi tay quá, nói chuyện xong rồi phải không? Xong rồi. Em nhớ đếm thật kỹ giùm anh nghe không? Em biết rồi anh Tim Cốc. Lân thích gì anh chiều nấy, yên tâm. Nhưng em lấy thêm tiền đi làm gì vậy Lân hả? Em mua thêm cái iPhone 7 lết nữa anh Cốc ơi. Lấy nước miếng của anh ít thôi, làm gì lấy nhiều nha. Ủa anh nhớ em có cái rồi em mua làm chi nữa, phí gì em. Anh im đi, em mua về để gửi cho má em ở Việt Nam xài mà. Vậy được, em có hiếu á. Cảm ơn anh Cốc nha, cho em quẹt mấy nước miếng đi, đem tiền hoài mỗi tay quá. Trời ơi, anh không sợ tốn tiền mà anh sợ tốn nước miếng với em không à Lân? Anh chọc em hoài à anh Cốc. Trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.